Chào mừng em quay trở lại kênh Weeaboo Game. Và cái sự kiện tạm cảm năng tháng 3 là đã kết thúc rồi. Thay vào đó chính là sự kiện Robin mới ra mắt và tặng rất là nhiều quà, tặng thùng bia và tặng mảnh tường ép ngẫu nhiên khi anh em đăng nhập thôi nhé. Khá là đơn giản. Và admin còn tặng khá là nhiều quà tặng như là sự kiện khiêu chiến boss Kizazu, nữ vương huyền thoại hải tặc, nữa là mạnh tướng minh mẫn và mạnh tướng trí tuệ. Cộng theo là thuyền viên SSL2, tùy chọn anh em có thể chọn ngẫu nhiên, chọn Luffy NV này, chọn Aoki, cũng như là sẽ được tặng 100% cái con Luffy NV này nhá. Anh em nào muốn cày cũng có thể cày và được thêm 30 thùng bia do bình chọn cái trận đấu giữa Lami và ấy nữa. Ở đây thì là được tặng thêm mảnh tường SS ngẫu nhiên nữa này, 3.000 kim cương. Ok, và vào chuyên mục chính thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập về con gen mới nhá. Và anh em lưu ý là cái con gen này nó chỉ có thể nhập trong ngày 11 tháng 3 và ngày 12 tháng 3 thôi nhá, chứ anh em không nhập đừng có kêu mình xạo lòn nhá. Hoặc ngày hôm sau mà anh em mới nhập thì đừng kêu mình xạo lòn đấy, nói trước đấy. Đây là anh em ghi là quà bảo trì nhá, bảo trì. Ok, bạn đã làm thành công quà bảo trì. Đây giờ xem nào. Thì là nó sẽ nhận được BNI 8 giờ và XP 8 giờ, cộng theo là mảnh đại hải tặc có 15% triệu hồi được đại hải tặc cấp SS. Mình sẽ thử vận may xem như thế nào. Đâu rồi nhỉ? Chỗ nào thì sẽ chả thấy nhỉ? Nhận rồi mà. À đây người này. Ra. Ui dồi ôi, ra con Luffy cả lão hắc lào. Đấy thì có gì thôi, vận may cái này vậy. Sanji hay quá. Tuy rằng nhân phẩm không ra được Luffy ngon nhưng mà lại được ra con Sanji rất là thơm luôn mấy ông. Tôi sẽ vào tôi nâng cấp Sanji xem nào. Sanji đây thôi. Sanji của anh đây rồi. Luffy ạ, cho bé làm nguyên liệu tiến hóa luôn. Trời ơi. Up lên vào 140 xem nào. Ui, không đủ nguyên liệu. Mình không có đủ XP để nâng nó lên nhưng mà chắc sẽ nâng trong thời gian tới. Hiện tại vì mình đang up Sabor nên là những vật khác mình sẽ không up được nhiều. Mình đang chơi cái đội hình hồi máu cộng bung giáp và cả tấn công nữa. Thế nào, sự kiện điện tướng 6 sao, ok. Ở đây có khá là nhiều sự kiện ngon. Thức tỉnh Robin lên 6 sao. Thức tỉnh Robin á, thế này lại phải kiếm con Robin à? Khó nha. Thức tỉnh lên 9 sao, ui. Nhưng mà mình không thích chơi Robin cho lắm. Anh em này thích chơi đều có thể chơi thôi nhưng mà nguyên mình thì mình không thích. Từ xem sự kiện này sao nhạt vậy. Tích tiêu kim cương 15k kim cương thì được cái con này à. Xem nào. Tiêu 60.000 kim cương thì được bảo vật vàng tam kiếm này chắc là. Nhưng mà lần này thì không đủ kim cương rồi, mới có 16k kim cương thôi. Chiêu mộ đại hải tặc không thơm cho lắm. Ok, và có lẽ clip của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Và nếu anh em thấy clip của mình hữu ích thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.